liên quan vụ lật xe chở khách du lịch ở Khánh Hòa khiến 4 hành khách tử vong. Lực lượng chức năng cho biết tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn. Qua kiểm tra, tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn. Giấy phép lái xe hạng D có giá trị đến ngày 9 tháng 3 năm 2028. Tem kiểm định an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 27 tháng 7. Trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường, xác định tốc độ xe thời điểm cuối cùng là 45 km/h, đoạn đường cho phép tốc độ 50 km/h. Thời điểm xe đang lưu thông hướng Đà Lạt đi Nha Trang, trên xe chở tổng cộng 24 người, trong đó có 21 khách Trung Quốc và hai hướng dẫn viên người Việt cùng tài xế người Việt. Theo tài xế, xe khách bị mất phanh khi đang xuống dốc nên đã bị lật. Vụ tai nạn khiến 4 hành khách tử vong, 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại trạm xá và 15 người bị thương.